Đấu thứ tư giữa Trương Hữu Trọng và Trương Huy Cường. Một không. Không hai. Một hai. Hai đều. Ba đều. Ba bốn. Bốn đều. Năm đều. Sáu năm. Năm bảy. Sáu bảy. Tám sáu. Tám bảy. Bảy chín. Bảy tám chín. Và chín đều. Rất là gây cấn. Ưu thế cho bóng dành cho Trương Hữu Trọng hai quả cuối. Thank you.
Và trận đấu tiếp tục 9 đều chọc nhau bóng. Và trả nhau bóng thì hay nhưng mà đến quả bóng sau thì lại dở. 19. Và như vậy là sau 4 trận đấu tỷ số hai bên là 2 đều.